có ánh sáng kia nó phản trực tiếp. Bắt đầu. Hello các bạn, hôm nay mình có một người tên là Anh Nguyễn Trần Thị Tiên và nó tên là Anh Nguyễn. Hôm nay mình tên là Nguyễn Trang, mình báo quay thật nhờ. Mình tên là Nguyễn Trang, mình báo quay thật nhờ. Bạn ơi, gần các bạn ơi, đấy là Nguyễn, gần gần có một chiếc xe. Các bạn ở đây những người mới không? Như là anh Phúc. Đứng xa ra này, lại chỉ con Lân. Chơi đi. Các bạn ơi, giờ mình sẽ quay năm xin sẵn phát tua. Chưa, để cho mấy anh nói đã. Giờ mình sẽ xem con lông quay nha các bạn. Rồi, đây con lông. Nó rất là mềm mại luôn, màu đỏ. Nhớ là các bạn đã xem được video này, hãy đến đây ngay lập tức. Bởi vì các bạn đang mở. Khi nào các bạn thích video này, hãy like em và đăng ký thật nhiều để mình sẽ có thể quay cho các bạn tiếp nha. Rồi nhớ nhấn like và subscribe cho chúng mình nha. Nhớ nhấn like và nhấn chuông để mình sẽ quay tiếp nha. Thôi để mẹ đi quay mấy người này nè. Để cô đi quay đèn lồng. Rồi thế mình đi chơi. Và đây, đó chính là nhiều khu người chơi. Đây ăn cá của cô Mi. Chơi. Đây chính là sắp chết. Ui, mấy đứa kia nó cứ đù gớm quá. Gấu ơi. Đi đây con, mấy anh kia chờ. Con ghế không? Lên đây ngồi con. Có rồi. Ngồi lên đây với bố mẹ này. Rồi, chuẩn bị tới nha. Biết tài lắm hả? Anh khan cả tiếng rồi. Thôi đi, anh đang thôi đi. Leo dù mình sắp
cách gì nữa ta? Giờ mình đi ra. Đứng xích ra con đứng nè. Chú ơi cho con một cái đá xíu đi. Chú ơi. Tôi một con người chú học cùng ai đó. Chú ơi cho con một xíu. Chú ơi đồ của người ta đừng có cầm, để xuống, tốt nhất là để xuống. Để xuống, để xuống, thấp là của người ta mất công. Chết. Chào 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 con muốn lần này nè. Muốn lần này thầy á. Giờ các bạn phải đợi 5 phút nữa rồi mới đến. Thì ra con này bọn mình sẽ đi chơi. Bắt đầu vào rồi rồi. Thôi ngồi xuống, ngồi xuống. Thank you.
Đôi mắt lên khu biển một đời.